Bin Gia Lai xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ trong suốt nhiều năm qua. Giờ đây là cái công tác là mình sử dụng giặt bằng tay nha quý vị. Giặt bằng Ubo. Giặt sạch sẽ rồi xong đóng túi thơm tho cho khách thuê. Đó. Thuê là đất rồi nó bám rồi. Sáng giờ một đợt rồi, đây nhiều món rồi. Đây là cái bàn cũng di động luôn. Đó, ngâm rồi giặt rồi sạch sẽ rồi cũng cho khách thuê tiếp. Chung là bên dịch vụ bên mình là cung cấp đủ thảm, túi ngủ, nệm thơ, đen, nồi, niêu, son, chảo, bếp cồn, bếp ga, bếp củi, nói chung là toàn bộ cho công việc đi dã ngoại cắm trại. Đèn dầu, đèn led, đèn dây văng chiêu chiêu á, nói chung là cái combo là không thiếu cái gì. Ngoài việc cho thuê và còn kinh doanh bán lều nè, ghế nè, bàn nè, giày đi khắp trại, giày lên núi, kiêng về đồ đi khắp trại, gậy nè, gậy leo núi của gì đó. Camping Gia Lai một lần nữa xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Camping Gia Lai trong nhiều năm qua. Để tiếp tục cho những mùa đại, đặc biệt là trong mùa hè này, cái số mà cho thuê rất là nhiều. Vừa rồi mình cũng có đầu tư thêm một số lều mới nữa, rộng hơn và công dụng hơn. Ngoài việc cho thuê còn bán luôn, kinh doanh đó, quý vị. Và bây giờ mình xin kết thúc cái video này. Và chúc quý vị có những chuyến đi dã ngoại rất là vui vẻ bên những người thân yêu cùng gia đình. Xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại.